Và bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình Góc Nhìn của Đài Lưu Đồ Sài Gòn TV với chủ đề là khi lập gia đình có nên ở với cha mẹ hay không. Thì nãy chị có nghe lời chia sẻ của Jody Nguyễn thì cái điểm chính của em là em lúc nào cũng giữ cái hòa khí giữa hai bên vợ và bên em. Thì như vậy là quá good, quá thông minh rồi, các anh chàng em thông minh quá trời đó. quá hay. Thưa giáo sư, thì giáo sư có thể cho biết về chia sẻ là giữa ưu điểm ở chung và cái ưu điểm của riêng như thế nào, cũng như là cái khuyết điểm của nó, để cho mọi người có thể là hiểu rõ hơn mà mình có các hướng giải quyết tốt hơn. Cảm ơn Thanh Thúy. Thực ra thì tôi đã qua cái cầu đó rồi. Cái cầu là ở chung, cái sau đó ra ở riêng. Thực ra thì đối với cái người mà đàn ông đó, tương đối nó dễ hơn. Vì người đàn ông đó không có chú ý nhiều đến những chuyện mà nhỏ. Người đàn bà chi tiết hơn. Như là Thi nói đó, người mẹ bao giờ nếu mà càng thương con trai bấy nhiêu thì càng không phải ghen và càng để ý đến cái người con dâu bấy nhiêu. Trong đầu của Việt Nam của mình đó, cái danh từ mẹ chồng nàng dâu đó không bao giờ, hình như không được tốt đẹp lắm, có phải không? Lý do là vì này này, ở nhà đó con này học giỏi đẹp trai, không cho mày đổ rác, không cho giặt quần áo, không bưng gì hết, cái gì mẹ cũng làm từ đầu đến cuối hết. Bây giờ về mẹ nói, vợ gặp vợ mà nói anh nát này xong đổ đi. Bà mẹ nghe thế thì khó chịu lắm chứ phải không? Rất là sốc. Tao nó ở với tao mấy chục năm nay rồi, chưa bao giờ phải làm cái chuyện này, bây giờ lại bắt nó làm. Hay những cái chuyện đó là bà mẹ khó chịu. Cái chuyện đó chuyện rất là bình thường, nhỏ nhặt thôi. Thì trong cái vai trò của tôi là người con rể đó, thì lúc mà tôi mới qua đây ít lâu thì tôi có ở với lại gia đình nhà vợ mấy năm, thì tương đối là gió thuận mưa hòa, tức là vui vẻ. Tại vì mình về mình vui, lại mình cũng nghĩ rằng là mình sống với bố mẹ ruột của mình. Nhưng mà cái khó khăn của khi mà mình sống chung với lại bố mẹ đó, phải để ý cái chuyện này, tức là bà mẹ và ông bố, nhất là anh chị em trong gia đình nhà vợ mình, để ý là cái ông này ông ấy có khi nào sẵn giọng với bà vợ không, có phải không? Tại sao lại nói lớn tiếng với chị? Sao lại bắt chị đi làm? Thì những cái chuyện đó là cái chuyện nó thường xảy ra, và chính cái đó là cái xích mích. Rồi bây giờ cái chuyện nhỏ nữa là chẳng hạn như hai vợ chồng lỡ mà nói nhỏ quá, nó êm dịu quá, nói to tí đi, thì mọi người lại nói ủa sao lại để anh ấy nói như vậy, tại sao lại để nó bắt nạt như vậy. Và những cái chuyện đó là mình phải để ý. Những cái mà chỉ có hai vợ chồng không đó, nó giải quyết rất là dễ dàng, có phải không? Đúng bên rồi. Này hoặc là nói nhị một tí, bên kia là yêu thương thêm một tí, nó dễ dàng. Nhưng mà đã có một bà chị dâu, một bà chị vợ, hay là em gái vợ, hay là mẹ mà ngồi thủ thỉ với nhau đó, chết á. Sao mày ngu quá vậy? Nếu bắt đạt quá vậy, thành ra những cái đó là những cái chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta phải làm gì? Thực ra tôi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi, không biết quý vị có thấy tốt đẹp hay không, nhưng mà tôi thấy rằng là đời sống nó rất là ngắn ngủi. Và cuộc sống của mình nó có mỗi phút trôi qua là mình mất đi, có phải không? Thành ra ngày nào mà mình vui được với vợ của mình vui được với mẹ của mình vui được với lại bố, ngày đó là tốt. Thì người ta nói là không phải là nhị, mà mình biết, mình hiểu cái sự việc thì mình vượt qua nó được. Tôi nói là vượt qua, không có phải là chấp. Khi mà nếu mà mình thấy mà bên nhà vợ mà khó chịu, mà khi mà mình bất đồng ý với vợ mình, thì mình chịu khó mình im lặng. Thì sau đó khi mọi người đi vắng và rủ ra cà phê, lúc đó mình nói to một tí cũng được. Thì chú cũng như là Tony, chị Thi cũng biết là mối quan hệ thì rất là phức tạp. Thì cái tính tình của mọi người khác nhau, một người với một người đã rất là khác nhau. Đúng. Rồi để một cái gia đình mà đến 5-6 người ở chung thì nó là một cái sự là một cái vấn đề lớn. Chú là Lâm là phải là rất là khéo để cho họ, nói chung là chú nói là bao nhiêu năm trời vẫn hòa khí, vẫn là vui vẻ đó, vẫn còn được. Thì thưa chú, nếu như giống như lại Thúy có nói về cái đọc cái câu chuyện của anh chàng đó nói bây giờ là hiểu rồi đó, người trẻ thì hiểu, có những người hiểu, có những ba mẹ hiểu cho con cái, giống như chị Thi hiểu, chú Lâm hiểu và cả Tony cũng hiểu, có những cái cha mẹ thương con cái họ hiểu điều đó. Nhưng có những người cha mẹ mà có gặp ông bố hay người mẹ mà gia trưởng đó, thì họ nhất định họ không chịu, không có chịu là ở riêng. Mỗi lần mà nếu mà ở riêng á, coi như là
từ đây đừng anh ấy đi, không gặp nữa là nói làm bất hiếu, hoặc là họ có thể là nổi giận, hoặc là họ chỉ bị tổn thương một cách nặng nề. Giống như là Thanh Thúy có nói về cái câu chuyện của anh chàng hồi nãy tôi mới đọc á, thì mình cái trường hợp đó nếu ba mẹ không hiểu thì con cái nên làm gì? Bây giờ ai muốn trả lời Thi trước? Chị Thi phụ nữ khéo léo lắm. À, theo như Thi á, thì mình thấy đó, à, cái đó đó rất là khó, thật sự phải nói. À, một bên chữ hiếu và một bên tình, hai bên nó rất là khó. À, cái nói mình nói về người mẹ hoặc người bố đó, thì theo như mình thấy người bố người mẹ nếu mà thương người con mình thật sự đó, phải để cho người con mình có quyền lựa chọn. Chú thấy như thế nào? Đồng ý hoàn toàn. Đồng ý. Dạ. Đồng ý hoàn toàn. Tại vì thứ nhất là theo như mình á, thì mình thấy personal đó là người đó đang thương về thương mình. Đúng rồi. Chứ không phải thương con. Thế nên thật sự mình thương con là mình làm tất cả vì con chứ không phải tất cả vì mình. Đúng rồi. Đó. Thành ra đó nếu mà là một người bố mẹ trong cái bức thư này đó, để cho người con trai và người con dâu của mình có quyền lựa chọn cuộc sống của người con mình, chứ không phải cuộc sống của mình. Đúng rồi. Là cuộc sống của mình là đã đi qua rồi. Hoặc là gần đi qua. Là gần đi qua rồi. Dạ. Bây giờ cái cuộc sống của người con của mình, vâng, hạnh phúc của người con mình, để cho họ có quyền lựa chọn. Tại vì không phải là ở riêng mà mình không có hiếu với bố mẹ được. Đúng thế. Dạ. Đúng không? Ở riêng mỗi một ngày mình vẫn dắt con tới chơi, mình vẫn bố mẹ vẫn tới nhà mình chơi. Đâu phải là ở chung mới là có hiếu. Đúng thế. Yeah. Dạ. Đúng. Thấy không? Thanh Thúy cũng là người đó. Dạ. Mà Việt Nam có câu á là xa thì mỏi chân và gần mỏi miệng. Đó, như khi ở gần nhau. À, nếu mà Trân là trong trường hợp đó của anh chàng đó, nếu bố mẹ nhất quyết không ở ở đây, nếu không là họ không gặp con luôn, từ con luôn á, thì em mà nếu mà em ở nghe lời ba mẹ thì em mất vợ. Yeah. Thì làm sao em phải làm gì? À, theo Tony á, theo cá nhân Tony á, là Tony cũng theo cái phần tình như chị Thi này nói á, là cái hy sinh của người cha mẹ đó, Tony cũng phải nghĩ lúc mà Tony có con riêng là Tony thành một phụ huynh. Thì Tony phải nghĩ đến cái tương lai của cái gia đình riêng của Tony nữa. À, cái ý muốn người vợ với lại cái ý muốn của Tony thành lập một cái gia đình sao? Dạy dỗ con cái thì sao? Tony, theo Tony là lúc mà đến cái tình trạng đó rồi thì Tony phải chọn cái phía tình. Nhưng mà Tony không có quên người cha mẹ đâu. Đúng. Không. Đúng. Không bao giờ quên được. Thì mỗi ngày gọi ít nhất là phải gọi phone nếu mà nếu mà xa, nếu mà gần thì thăm tới, hoặc là biến, thăm hoặc là nếu mà lúc mà có con thì đem con đến. Nhưng mà Tony cũng đưa vào một cái ý kiến này, mỗi cái cách mà mình giao tiếp với lại người cha mẹ của mình, bên phía rể hoặc là bên phía dâu, cái mà cách Tony nghĩ á, cách mình đối xử với lại cái gia đình bên kia đó, cái lý do mà Tony giờ nếu mà Tony có tự ái đi mà không có bằng lòng được, nhưng mà Tony phải bằng lòng là tại vì Tony phải nghĩ đến người con cái của Tony. Tại vì nếu mà Tony có con cái á, thì người cha mẹ bên đó có đối xử với lại con cái mình bằng với lại maybe mấy người anh chị em họ của nó luôn. Thì Tony phải tự để cái tự ái của mình qua một bên, phải hy sinh, tại vì cái tương lai của con mình giao tiếp lại cái gia đình bên kia đó nó rất là quan trọng. Tại vì nếu không á, là con cái của mình là một là thôi đi qua bên nội thôi, sinh hoạt là hoàn toàn bên nội, hoặc là hoàn toàn bên ngoại, hoặc là hai bên không có. Vậy thì mình sẽ nói như thế nào hả chú? Nói là nếu mà cha mẹ không hiểu, nói làm sao họ không tổn thương và không giận và nó hiểu cho mình? Thực sự thì cái điều mình muốn nói không quan trọng mà cách mình nói. Dạ đúng rồi, con nói. Cái cách mình nói chuyện, mình trình bày, tôi nghe tôi rất là vui, là vì Tony đó cũng như là Thi đó là những người mà rất thực tế, rất biết điều, không có màu mè, đó là sự thật. Tại vì rằng là nếu mà mình mà hiểu mà mình may mắn mình được chuẩn bị từ đầu thì không nói làm gì. Nhưng mình lỡ mình rơi vào cái trường hợp đó thì mình cũng phải rất là thành thực, mình chia sẻ, mình phân tích. Cái như là Thi vừa nói đó, cái sự ở gần nó không làm cho tình yêu gia tăng nhiều.
có khi còn làm tổn thương đi nữa, khó khăn. Cái quan trọng nhất á là cái sự quan tâm của mình đối với cha mẹ của mình, cũng như là mình đã hiểu rồi, các cụ ở trên người ta nói nước mắt chảy xuống thì bao giờ cũng thương yêu. Khi mà có một đứa cháu rồi đó, nó sẽ khác đi nhiều lắm. Yeah. Nhớ cái điều đó. Thế nếu mà ai mà lập gia đình mà đang tình trạng đó là dám có một đứa con thì đứa cháu nó sẽ giúp hòa giải nhiều lắm, sớm càng sớm càng tốt, đứa cháu nó sẽ giải quyết nhiều lắm, đó là sự thật. Rơi vào cái tình trạng mà bên này lừa bên kia, nguyết bên kia, rồi con dâu không muốn về thăm bố mẹ chồng, con rể không muốn về thăm bố mẹ vợ, thì cái đó là một điều tai hại vô cùng, đấy là hỏa ngục. Cho nên nếu mà mình biết chuyện đó đó thì mình, tôi vẫn nghĩa là khuyến khích mọi người là nên thành thật và nói chuyện đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình của Góc Nhìn và cái chủ đề rất là thú vị ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đó là những ý kiến, những cái quan điểm của chúng tôi trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà quan điểm đúng hay sai thì tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, mỗi nhà thì mỗi cảnh, phải không ạ? Và nếu quý vị có những cái câu hỏi cũng liên quan đến chủ đề này, xin vui lòng gửi vào địa chỉ email gocnhin@leadersaigontv.com, và mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Góc Nhìn lần tới.